Hello mọi người, hôm nay Trân sẽ khui cái hộp nạ coconut phiên bản của 2020 mới nhất cho mọi người coi nha. Một cái hộp nạ của phiên bản 2020 nha mọi người, phiên bản mới nhất thì nó sẽ có cái tem niêm yết hộp giấy ở đây. Tem này chính là cái tem chống hàng giả cho mọi người. Và điểm đặc biệt là khi mà ở ô vuông có mã kèo này thì mọi người, nó sẽ có một phần, một bên là có mã kèo và một bên không có mã kèo, để khi mà mình nhận hàng về thì mình sẽ kèo cái phần này ra, sau đó mình sẽ dùng phần mềm iCheck để mình kiểm tra là hàng chính hãng nha. Tổng đài 8077 nó sẽ báo về cho mình một cái tin xác nhận là đã mua đúng hàng chính hãng của công ty mỹ phẩm Phương Anh. Hơn nữa là hộp lần này nó sẽ có cái màng co cho mọi người luôn nha, để đảm bảo là hộp này chưa có ai bóc ra và đúng là hàng nguyên vẹn của công ty luôn. Đó, sau khi mà mình bóc cái này ra, mình sẽ bóc được cái con tem nha mọi người nha. Đây là hàng của 2020, khác hoàn toàn so với cái phiên bản nạ của 2019 nha mọi người. Giá niêm yết của em này sẽ là 219.000 một hộp. Bình thường thì trong một hộp này như phiên bản của 2019 thì nó chỉ có là 6 miếng nạ thôi. Nhưng trong phiên bản của 2020 và đợt đầu ra mắt này thì nó sẽ có tới 7 miếng nạ luôn nha. Vậy là tính ra mình sẽ lợi thêm được 50.000. Cái mẫu mã bên trong thì là một cái màu xanh lá như thế này, rất là bắt mắt luôn, rất là dễ thương. Và một cái miếng nạ này, dưỡng chất của nó đợt này rất rất là nhiều, và cái miếng nạ thạch nó cũng được cải tiến nên nó sẽ ôm khít vào cái da mặt của mình, cho dù mình có di chuyển hay đi lại hoặc là làm việc nhà nó cũng sẽ không có bị rơi ra nha. Và đặc biệt là không có bị nhiễu nước xuống cổ. Thì một lần mình đắp nạ, mặt nạ này, miếng mặt nạ thạch này thì nó sẽ bằng là 10 lần mình đắp cái miếng mặt nạ thông thường. Hoặc là khi mà mình đắp xong thì dưỡng chất ở trong cái mực này nó còn rất là nhiều, mình có thể đắp lại lần 2 lên trên cổ hoặc là các cái vùng da khác để cung cấp độ ẩm cho làn da. Sau khi mà đắp xong á, thì da của mình nó sẽ rất là mịn màng, được cấp ẩm nè, được trẻ hóa và được căng cái làn da của mình ra. Thì một lần mà mình đắp nạ này sẽ bằng là 5 đến 10 ngày là mình dưỡng serum nha mọi người. Nên là những cái làn da bạn nào mà bị khô hoặc là những bạn nào mà muốn dưỡng cho da của mình trắng nè, căng mọng và khỏe thì mình nên sử dụng cái mặt nạ coconut này nha. Trong một hộp thì nó sẽ có 7 miếng nạ luôn đó mọi người. Thì tính ra giá là 219.000. Cái mặt nạ này thì trên thị trường nó cũng đã có hàng rồi, nhưng mà tính ra cái giá mà để giá rẻ như của nhà Acometic và chất lượng thì chỉ có một mình nhà Acometic là chất lượng như vậy thôi nha. 7 miếng nạ trong một hộp nạ mà giá chỉ có là 219.000 thôi, thì tính ra là giá của nó chỉ có 30 mấy ngàn một miếng, trong khi trên thị trường là tới 50 mấy đến 60 ngàn một miếng mọi người nha. Khi mà các bạn khui cái mặt nạ này ra thì mình nên bảo quản ở trong tủ lạnh nha mọi người. Thứ nhất là để đảm bảo những cái dưỡng chất của nó được bảo toàn hoàn hảo. Thứ hai nữa là khi mà mình để tủ lạnh xong mình đắp ra thì cái da mình nó sẽ rất là mát lạnh. Và khi mà mát lạnh như vậy thì lỗ chân lông của mình chắc chắn là nó sẽ được se khít nhiều hơn nha. Và các bạn đắp tầm từ 20 đến 30 phút và lột mặt nạ ra thì sau khi mà rửa mặt xong các bạn sẽ cảm thấy da mình nó sẽ rất là trắng nè, mướt và căng mọng nha mọi người. Giá một set này 7 miếng là chỉ có 219.000 thôi, đắp được rất là lâu, một tuần đắp từ 2 đến 3 lần. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái clip này của mình, và nếu như các bạn muốn mua hàng chính hãng thì hãy liên hệ trực tiếp cho Facebook Phạm Châu Anh hoặc là liên hệ với số điện thoại 0983450079 nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.